đầu tiên anh xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả thành viên thủy đô đoàn đã rất là nỗ lực và cố gắng để đóng góp cho nguyên một cái năm vừa qua, giúp cho con thuyền An Thái Khang của chúng ta vượt qua những cái khó khăn và tiến lên phía trước. Xin chân thành cảm ơn. Hôm nay là một cái dịp mà tất cả thủy thủ đoàn chúng ta ngồi lại đây với nhau rồi, cho nên sẽ rất là thiếu sót nếu như mình không nhắc tới một vài cái giá trị cốt lõi. Làm tốt nhất có thể, làm hết sức có thể, và không gì là không thể đối với An Thái Khang. Rồi, chúc mọi người có một cái buổi chiều thật là vui vẻ, thật là ấm cúng, và chúng ta sẽ vui hết mình với nhau. Rồi, cảm ơn mọi người.